không có gì không? Mày đi qua dưới 8 đi, xin cho tao về xếp hành về để ngồi bỏ vô nồi cá kho cho thơm coi. Không có hành cũng đâu sao đâu, con cũng đâu ăn được hành đâu. Ăn cũng được tập ăn cho được. Chướng khí hả mày? Đi cho nó đi nè. Biết rồi. Có nhà ông Tám ơi. Tao nghe thôi, rồi mày qua kiếm tao cái gì không? À mẹ con kêu qua đây xin gì tao về xếp hành về coi cá. Ở trong nhà tao trồng nhóc cho về ra ngoài cũng nhỏ nhiêu nhỏ. Nhóc vô đây. Tao chó cắn quá à. Trời ơi, vô đại đi, nó sủa vậy thôi chứ đâu có cắn đâu. Hả? Hả? Ê, tao mệt á. Cái thằng quỷ này đi đâu phải nửa tiếng hồn chưa thấy đâu chứ vậy. Tao kiếm bà em ta. Đó, thấy con em đâu không? Kia nó qua đây xin dạy chấp hành đâu mất tiêu luôn rồi kìa. Trời ơi, nãy nó qua đây nó xin dạy chấp hành chưa gì, nó thấy chó sủa sợ chạy mất tiêu rồi kìa. Ờ, vậy hả chị? Thôi để em vô bẻ dạy chấp hành về nha. Ờ, vô chỗ lấy đi, miếng chó sủa thôi chứ nó sợ. Em biết rồi, trời ơi, nó cắn đây em cắn lại nó luôn chứ sợ gì. Hello mọi người hôm nay bình chọn cho má cắn chưa? Chưa thì vô tiếng cầu qua bình chọn cho má cắn nha. Nào xuống được má. Mày hỏi tao hỏi ai? Trời ơi, bây giờ nó đứng ở phía dưới kìa, sao mày về mày đi đâu mày đi? Hả? Hạt gạo làng ta có vị phù sa của sông kính thầy, có hương sen thơm trong gạo làng ta, có bão tháng bảy, có mưa tháng ba, giọt mồ hôi xa những trưa tháng sáu, nước như ai nấu trên cả ta cờ, bố ngồi lên bờ mẹ em xuống. Làm cho bọn trong thơ thành bài thơ bắt đầu cài quá. Tết hôm nay mình ăn cơm gì vậy? Nè ra cái câu dịch nè, mới qua xong nói lại cơm đi. Dễ cười, bảo tôi Tết mà được ăn thơm vậy chứ cũng kẹo lên xuất sắc lắm luôn á. Má ơi, nay mình ba ăn cơm gì vậy? Còn thì câu dịch đó. Còn không? Thôi lại nè. Má ơi, nay mình bãi trời, đừng nói ba ăn thịt thơm dịch nữa nha. Ăn đồ ăn mới thôi mà. Ủa dạ, vậy cơm cái gì? À, thịt kho trứng. Khác gì đâu? Hả? Khác cái tên rồi đó. Hả? Mẹ đang có gì vậy? Nè, thịt kho hộp vịt nè. Hả? Chưa hả? Chưa hết hả? Trời ơi, ăn xong thì tao coi tới 7 kg lận. Tao coi tới 7 kg lận. 7 kg? Ừ, coi đó còn nhiều ăn. Chó nó còn có để ăn vậy mà. Hả? Gớm thịt kho hộp vịt thì không? Gớm thịt kho hộp vịt thì có. Hãy cho, có chó nó còn thầy nữa kìa. Ấy ấy, thời tới rồi, trời ơi, cơm nước cắt nước nhà tao đi ruộng ngày trời mưa để soi mấy ngót về nấu cơm ăn cơm cái gọn cho em chút xíu mà tiền nè. Ở đó nhà làm gì đâu không? Ừ mà đi canh nồi thịt chứ sao đang kho đó nghe, để nó riêu 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 ngồi nó cạn chết tao á. Con biết rồi, nằm chơi nhà bà sẵn canh luôn cho. 2000 years later. Ở đất con vô hầm tiêu mà tức ra. Chị nói vậy thôi cưng ơi, chứ
lâu lâu đổi món ăn bình dân cũng được. Hả? Mày đi xuồng hả chứ không đi gì? Đi đâu đi, thôi tao đi mình đó mày ơi. Mày đi đừng lần á, lạch xuồng lạch ghe không à. Hả? Không có đâu, con ngồi im ghe à, phụ má cho, phụ má ốc đồ. Vậy là con ăn cơm. Đi đi, rồi thả đồ nó vô liền. Đi nè. Khi bạn đi du lịch mà lỡ mắc mưa. Hôm nay không đi học. Sao chị hình quả đi chị lớn đâu khổ tao được chị đâu chị đâu lấy đầu cho mấy đợi mưa tới. Không biết gọi anh ấy lại. Bé cái tên này mày. Mấy gọi nó đang làm kìa. Rồi dịch cho mưa tới thở không chưa cho ăn nữa kìa. Hả? Bận gì mà con làm nãy giờ hết chuyện gì? Tao đi làm nóng trời ơi, ngồi cả buổi trời mới làm xong tao một tay này làm nóng chết. Rồi đó, anh xem xong bàn tay, mình cắm xem nó coi được chưa, đem hút một cái bàn trên nè. Cũng được rồi, xong cho chị luôn đi. 10.000 bộ móng lên trên. 15.000 trời ơi. 10.000 được rồi, trời ơi. Trời ơi, làm con sim cực chết giờ, sao chị bộ móng ăn có 15.000 cho giá nữa. Không hiểu luôn á. Thường chối hiểu luôn. Mình sẽ tham số mèo hay chân để chắc chắn số tua sống con. Ê thằng kia, cho gà cho dịch ăn xong lau nhà cho mi tớt nha. Tao mới một cái lau nhà cho mày lau đỡ cực đó. Úi dồi ôi, bữa nay má tôi sang dữ trời. Mua luôn cả cái đồ lau nhà bình thường ở tay muốn chết. Hả? Thì mày lau không? Không biết trời, đi liền nè. Cái gì vậy? Cái gì? Lần năm sáng kém không? Xin lỗi. Anh ơi anh về đi. Mày đi làm nhà không? Coi con xíu làm dữ.
Biên kịch. Hả? Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai vươn hình ai lưng dậy. Ở nhà Trăng có lấy đồ vô thân không con? Không biết con. Ê, mấy chị bóng chửi lộn Trăng vui quá kìa. Lấy hả? Đợi Trăng lấy đồ vô cái. Đi lên đi má ơi, Trăng đi trước. Đi lên đi này má ơi. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours... Ê, chút đem ra nước cho tao ra ngoài nha mày, tao đi sửa đất à. Không biết rồi. Mưa rơi nhà rơi thì ta thì tay, ta thì tay. Khẽ hai thật em bước chân theo nhịp thật dịu dàng. Và em sao hồn nhiên xinh như đèn pin. Cho vào trong trái này nữa tình cờ xanh làm quen. Sáng tư sáng. Hả? Run. Mày chết mẹ mày với tao. Ở kiểu này đang hot. Ủa Cẩm, mày sáng giờ mày đi đâu mà tao kiếm mày không có vậy? Giờ này mày mới về, chiều tối mới về vậy? Thằng bạn gái thì đâu đi mà không có giữ nhà giữ cửa hết trơn vậy? Thải đâu vậy? Tao qua chơi trên nhà chứ có làm gì đâu. Chị mới qua chơi. Trời ơi, sáng giờ mới cắt tóc ở dưới trên TikTok. Nó nói em sáng giờ quá, kêu cắt tóc này là nó hợp, nó trẻ. Em đi vô cắt, nó cắt vậy rồi em mới cắt về nè chị. Hả? Mà chị cũng hay quá. Riết bà biết nhà em với nhà chị nữa mà chị ở còn nhiều hơn em nữa à. Trời ơi, mày nghe lời là mày tầm bậy rồi. Tao cắt ở nhà thôi đỡ tốn được 50 ngàn không? Chỉ tao nè. Mà cắt tóc mà biết cắt fashion, phát ơ rồi. Trời ơi, đã lúa, đã phèn rồi mà không biết cắt cho sao cho nó sang trọng trọng rồi lên. Cắt cái đầu mới ghê, không hiểu luôn á. Ý chị là hết cái đầu phát fashion như chị á, phải không? Cái đầu cắt môi chứ về. Không, trời ơi, vậy sao đầu tao vậy mày kêu đầu cắt môi? Cắt cái đầu như... Rồi yên con, để tao hết cái đầu cắt môi cho mày. Rồi yên đi. Nó mới đẹp. Hả? Cái đầu tôi quên tiêu mày, mày dẹp được tới cháu tôi. Cái đầu ôi tao hiểu sao mẹ mày để cho mày cái đầu đường dày nữa. Để tao nó đầu cắt môi, trời ơi đẹp trai liền, đẹp trai liền. Ủa cái đầu cắt môi liền, cái đầu như cái đầu à, cắt cái đầu như xinh lan gì đó tiêu. Rồi rồi xin hàng từ từ nào yên đợi từ từ xíu mấy con. Rồi nè, trời ơi tao nói muốn cái đầu cắt môi là đẹp xuất sắc hơn liền. Trời ơi đẹp trai liền, đẹp liền hả chị? Thì nhà bạn có chị có em. Mấy đứa ơi, nó kêu con gì không má? Tiên mày ra mày lấy mấy cái áo cái quần để anh giặt á. Mày ra mày đem đi giặt thôi. Mấy ơi cho thỏ ăn giùm tao, tao chưa cho ăn nữa. Dạ rồi đi liền. Cho thỏ ăn rồi đi nhớ bắt mèo canh lên nha con. Ủa dọn cơm con đi. Mấy cơm ăn. Trời ơi con gái con lướt không phụ cha mẹ được vậy, cho mày coi đầu cổ mày kìa. Gái lướt có giống ai không? Hả? Trời ơi con chuyện con tùm lum không giúp được cái gì, cho nó đồ kia giặt không giặt nữa. Biết vậy tao đẻ chứ không chịu lộn được ăn mẹ rồi. Giặt tao lên cho mày. Buồn nào hơn đêm nay, buồn nào hơn đêm nay khi ngoài kia bao